Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các trường học ở Hưng Yên luôn chú trọng lồng ghép các giá trị truyền thống trong hoạt động giáo dục giữa những ngôi trường đang từng ngày đổi mới, hiện đại hóa, vẫn có nhiều nét giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ bằng nhiều cách khác nhau. Một tiết sinh hoạt đầu tuần tại trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục. Lần đầu tiên các em được hòa mình trong không gian gồm hơn 100 bức ảnh về giáo dục Hưng Yên, được trải nghiệm cảm giác mặc áo the, khăn xếp, viết bút lông, ngồi lều chõng của sĩ tử phong kiến. Để viết ra nét bút đẹp thì cần rất nhiều kinh nghiệm. Khi mà em vẫn chưa có kinh nghiệm nên là vẫn chưa thể viết ra những nét bút đẹp như các sĩ tử thời xưa. Rất là khâm phục họ vì đã bỏ ra một khoảng thời gian rất là dài để có thể luyện được những nét chữ đẹp như thế. Còn đây là những hoạt động được trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Châu tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Một không gian văn hóa truyền thống được tái hiện với hàng loạt trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt, nặng tỏ he, làm bánh trôi, bánh chay. Thông qua các cái trò chơi rồi các hoạt động về dân gian thì cho giúp cho các em học sinh hiểu kỹ hơn về truyền thống của dân tộc. Thứ hai nữa là giúp cho các con gắn kết cái tình cảm, tinh thần đoàn kết. Và thứ ba nữa là để cho các con tránh xa các cái trò chơi tệ nạn xã hội, các cái trò chơi điện tử. Những năm gần đây, lịch sử địa phương trở thành hoạt động giáo dục bắt buộc, cũng tạo điều kiện thuận lợi để các trường học thực hiện các biện pháp giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh. Ngay từ bậc mầm non, trẻ có thể làm quen với văn hóa truyền thống thông qua các góc văn hóa dân gian, góc sáng tạo. Đối với các bậc học lớn hơn, các giá trị truyền thống thường được tổ chức lồng ghép trong các môn học văn hóa, những buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp hoặc trong các ngày lễ kỷ niệm thông qua các cuộc thi. Nổi bật như trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh với phong trào chăm sóc di tích nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ tổ chức cuộc thi Tết ở nhà bình an để học sinh chế biến những món ăn truyền thống, bày mâm ngũ quả, làm cây nêu trong thời gian nghỉ học phòng dịch. Em chỉ biết được những cái trò chơi dân gian, những cái kiến thức về văn hóa chỉ qua sách báo và là TV, mà bây giờ thì được các thầy cô giáo tạo điều kiện cho chúng em được trải nghiệm. Thì cảm thấy rất là vui và được gần gũi và đoàn kết với bạn bè hơn. Bọn em hy vọng những hoạt động như này sẽ được tổ chức nhiều, và hơn nữa là bọn em cũng có những cái kế hoạch để thành lập những câu lạc bộ mà chuyên về những văn hóa địa phương để cho các bạn học sinh trong trường có thể được trải nghiệm nhiều hơn nữa. Với những cách làm khác nhau, các nhà trường đang không ngừng giáo dục, lan tỏa tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn thế hệ đi trước, gieo ngọn lửa khát vọng xây dựng đất nước hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc cho thế hệ trẻ hôm nay.